họa sĩ Trần Phúc Duyên sinh năm 1923 tại Hà Nội. Là người yêu thích hội họa từ nhỏ, ông quyết tâm theo nghề vẽ, mặc dù không hoàn toàn nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ gia đình. Ông thi đỗ vào trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, chuyên khoa sơn mài, năm 1942, khóa 16, cùng với Quang Phòng, Đinh Minh, Cao Xuân Hùng, Lê Phả, Nguyễn Văn Thanh, Phan Thông và Võ Lăng. Khóa của ông không có cơ hội hoàn thành hết chương trình học 5 năm vì trường phải đóng cửa năm 1945 sau ngày Nhật đảo chính Pháp. Nghệ thuật của Trần Phúc Duyên chủ yếu thiên về những bối cảnh đẫm ánh sáng của quê hương ông. Những vùng miền gắn bó với ông đã được thể hiện qua nhiều chi tiết. Bối cảnh được Trần Phúc Duyên tái hiện toát lên một cảm giác thanh thản và yên bình. Mỗi bức tranh của ông vừa tinh tế lại vừa dung dị. Các thời kỳ sáng tác của Trần Phúc Duyên có thể chia ra làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1945-1954 là sơn mài đồng nhất. Giai đoạn 1954 đến cuối những năm 1970 là sơn mài sáng. Và từ cuối những năm 1970 đến năm 1993 là sơn mài thủy mặc. Sống và sáng tác ở nước ngoài trong nhiều năm, nhưng các đề tài yêu thích của ông luôn là các đề tài Việt Nam, đặc biệt là phong cảnh Bắc Bộ và Trung Du, các cô gái tân thời Việt Nam trong những tà áo dài đằm thắm. Vào những năm cuối đời, ông đưa bút pháp thủy mặc vào nghệ thuật sơn mài và sáng tác nhiều những bức tranh trừu tượng. Trong những năm 1945 đến 1954, ông sống và sáng tác tại Hà Nội. Theo những ghi chép cá nhân của chính Trần Phúc Duyên, trong khoảng thời gian này, ông đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ các gia đình tư sản trong nước, các quan chức Pháp tại Việt Nam, cũng như các công ty tư nhân. Năm 1950, 3 tác phẩm sơn mài của ông, trong đó có một bức bình phong 6 tấm vẽ phong cảnh Sài Sơn, Chùa Thầy đã được chọn để gửi sang Vatican, làm quà mừng giáo hoàng Pius và được lưu giữ tại Bảo tàng Vatican. Trong thời gian sống tại Hà Nội, ông là bạn thân thiết với rất nhiều họa sĩ đương thời như Nguyễn Tiến Trung, Bùi Xuân Phái, Tạ Tị, Đinh Minh. Đặc biệt, do có một thời gian làm việc và đi vẽ thực tế nhiều với Nguyễn Tiến Trung, nên sau này ta có thể nhận thấy những ảnh hưởng của Nguyễn Tiến Trung trên một số tác phẩm của Trần Phúc Duyên, đặc biệt là các tác phẩm sơn mài với đề tài thiếu nữ. Năm 1954, Trần Phúc Duyên di cư sang Pháp. Ở Paris, ông vẫn quyết tâm vẽ tranh sơn mài, mặc dù rất khó khăn để có thể tìm được nguyên vật liệu và tạo được điều kiện môi trường hợp lý cho sơn mài. Ông đã tìm tòi, nghiên cứu và tìm ra những cách vẽ sơn mài mới với các vật liệu có tại châu Âu. Mặc dù vậy, vàng, bạc và vỏ trứng vẫn được ông sử dụng một cách tối đa để giữ được tinh thần của sơn ta. Ông cũng quay lại vẽ lụa, nhưng sau những năm 1960, Trần Phúc Duyên dừng hẳn vẽ lụa và chỉ chuyên tâm vào vẽ sơn mài. Triển lãm năm 1961 tại Nice của ông với 20 bức tranh sơn mài và 20 bức tranh lụa đánh dấu sự trở lại với hội họa của ông tại Pháp. Từ năm 1961 đến 1968, ông có thêm 4 triển lãm cá nhân tại Tây Ban Nha năm 1964 và Thụy Sĩ các năm 1965, 1966, 1967. Tại triển lãm năm 1965 tại Geneva, ông đã gặp Mary Christine, con gái của một quý tộc Thụy Sĩ sống tại Bern. Say đắm trước các tác phẩm sơn mài đầy huyền diệu của ông, bà đã giới thiệu ông tới nhiều phòng tranh và bảo tàng tại Thụy Sĩ. Lúc này Trần Phúc Duyên cũng đang muốn chuyển tới một nơi yên tĩnh và bình lặng để chuyên tâm sáng tác, nên đến năm 1968, ông đã quyết định chuyển sang Thụy Sĩ. Từ năm 1968 đến khi qua đời,
Trần Phúc Duyên sống tại một căn hộ trên tầng áp mái của một tòa nhà nằm ngay cạnh lâu đài Zehlendorf ở ngoại ô ở Bern. Theo lời kể của những người bạn của ông trong làng, ông là một người tốt bụng, hiền hòa, thông thái, vui tính, nhưng trầm tĩnh và ít nói. Ông lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi. Hàng ngày ông ngồi bên giá vẽ từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ, nhiều lúc quên ăn, quên ngủ. Ông cẩn trọng với từng lá vàng, lá bạc, với những mảnh vỏ trứng nhỏ li ti, để làm nên những tác phẩm hoàn mỹ, đồ sộ và rung động lòng người. Ông có 12 triển lãm cá nhân từ năm 1968 đến năm 1993, thời điểm khi ông mất, bao gồm một triển lãm tại Pháp năm 1970, một triển lãm tại Canada năm 1975 và nhiều triển lãm tại Thụy Sĩ từ năm 1971 đến năm 1989. Những năm cuối đời, Trần Phúc Duyên dành nhiều thời gian thiền tập và tranh ông chuyển dần sang sơn mài thủy mặc và trừu tượng với một lối vẽ tối giản, vô vi. Các tác phẩm thời kỳ này toát lên tinh thần Phật giáo với cảm xúc tự tại, an lòng và bình yên. Ông mất vào ngày 09 tháng 09 năm 1993, năm ông tròn 70 tuổi. Ông không lập gia đình và không có con, nên vì vậy, có thể nói ông đã dành cả cuộc đời mình cho nghệ thuật sơn mài Việt Nam.